Lại là những món ăn cực kỳ hay ho đến từ phía Tiểu Man Thầu, cùng với sự góp mặt của ICP Lầu nữa chứ. Không biết hôm nay em gái mình chơi gì mà hằng say thế cơ chứ. Thế thì chị phải xin phép khám phá cái tủ đồ ăn vặt của em thôi. Lâu lâu mới về nhà chỉ có đồ ăn vặt của em gái mình là nó có sẵn thôi. Ô, cái bánh pi lầu này trong siêu thị có nhiều lắm nè. Chắc chắn cũng là món khoái khẩu của em gái mình luôn chứ, nó găm trong tủ nhiều lắm đây này. Ôi rồi giật bắn cả mình. Nhẹ nhàng thôi, cả con bé phát hiện ra chỉ có nước xách dép mà chạy thôi. Rồi thành công mang ra ngoài bàn, giờ thì thưởng thức nào. Gói xanh lá này thì là vị sữa dừa, nhân bên trong ngọt ngọt béo béo ngậy ngậy. Còn bên ngoài thì vỏ giòn tan. Rồi đây, vị sô cô la thì sẽ có màu giống sô cô la. Vỏ bên ngoài thì vẫn ròn rũ, cắn nó sướng cực. Này, cho mình ăn tì tì cả ngày thì cũng không chán. Rồi đến vị cuối cùng mà mình có trên tay, cookie cùng với kem vani. Ăn thì quá là rõ vị cookie và thơm mùi vani, và mình cảm giác là ngọt hơn hai vị lúc nãy một xíu. Trời ơi, sao mình không thử cái bánh vị pillow này sớm hơn nhỉ. Mất công làm clip nên là mình quyết tâm lên mạng tìm vài món ăn với cả cái bánh pillow này. Nguyên liệu gồm những gì thì mình cũng để trên màn hình cho mọi người dễ quan sát. Đấy, bốn thứ này thôi, nhà ai cũng có đúng không nào. Rồi giờ thì bắt đầu là bóp vụn cái bánh pillow. Mọi người bóp càng vụn thì ăn càng mịn. Xong xuôi là đổ ra một cái đĩa, kế tiếp là cho sữa đặc vào cái phần bánh đó. Tùy xem mọi người có thích ăn ngọt hay không thì cân chỉnh lượng sữa đặc, cho thêm một chút nước lọc và khuấy đều hỗn hợp đó với nhau. Phô mai thì sẽ cắt hạt lựu nha. Giờ thì nặn thành những viên bánh pillow nhân phô mai thôi. Khúc này là hơi mất công một xíu nhưng mà mọi người cứ chịu khó đi, thành quả là sẽ là tuyệt vời. Kế tiếp là lăn cái viên đó qua sữa bột, nhớ là phải thật đều đấy để bao phủ toàn bộ cái viên bánh của chúng ta. Làm y như vậy để có thật nhiều những viên khác, sờ kiểu mềm mềm y hệt mochi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút thôi nha, rồi để đó làm luôn cái món thứ hai, đó là làm cùng với bánh gối. Ừ, khó ghê, không biết chọn vị nào ta. Thôi thì sô cô la vậy. Nguyên liệu thì mình lại xô ra đây cho mọi người coi nè. Vẫn là bóp vụn phần bánh pillow và sau đó lại cho ra một cái bát tô này. Cũng giống như hồi nãy là chúng ta sẽ cho một lượng sữa đặc vào, khuấy cho đều và sau đó là cho thêm nước. Nhưng mà lần này thì cho nhiều nước lọc để có được một cái hỗn hợp nó sền sệt như thế này nha. Giờ thì quay lại với chiếc bánh, chúng ta sẽ quét bờ lạc. Kế đó là quét luôn cái phần hỗn hợp bánh pillow và cuối cùng là rắc thêm một chút phô mai sợi lên trên thôi. Vẫn là cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút và tada, thành quả đây. Trời ơi, thơm nước mũi luôn mọi người ạ. Ấy quên, còn mấy viên pillow nhân phô mai nữa. Ăn đúng kiểu thơm ngọt béo ngậy. Còn cái món bánh gối bên này thì có thể là ăn thay bữa sáng. Hai món làm dễ dàng như thế này mọi người nhất định phải thử nha.